Cuối những năm 40 của thế kỷ trước, taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn chợ lớn. Và đến những năm 50 thì dân Sài Gòn đã quen với hình ảnh của những chiếc xe con cóc hay con bò. Những chiếc taxi có màu xanh dương và màu vàng kem đã từng tràn ngập đường phố Sài Gòn những năm thập niên 60 và 70. Sau khi Pháp chiếm miền Nam và bảo hộ miền Bắc và Trung, thì họ đã đem vào Việt Nam, nhất là miền Nam, rất nhiều máy móc và phương tiện vận tải, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị cũng như khai thác tài nguyên. Trong làn sóng đó, nhiều công ty xe hơi đã được dựng lên, phần lớn có trụ sở trong địa hạt buồn nhất trước năm 1954. Một số có công ty đại diện ở các tỉnh lớn như Hà Nội, Hải Phòng làm đại lý cho các hãng xe Pháp, Hoa Kỳ, Anh và Nhật Bản. Đúng vào thời điểm đó, taxi bắt đầu xuất hiện trên đường phố Sài Gòn. Tuy nhiên, đây là phương tiện chỉ dành riêng cho những người giàu có vì giá cả khá đắt đỏ. Taxi con cóc thời đó đặc trưng nhất là những chiếc Renault 4 CV do Pháp sản xuất đại trà từ năm 1947. Bến Bạch Đằng từng là điểm đậu rất nhiều xe taxi. Thời đó, taxi không có tổng đài, cũng không được trang bị bộ đàm, nên lái xe phải chạy lòng vòng để đón khách, hoặc cũng giống như taxi bây giờ, chờ khách tại những điểm vàng, giờ vàng. Vậy nên vào buổi đêm, cánh tài xế thường chờ xe tại các rạp hát cải lương, nơi khách hàng có nhu cầu đi lại rất cao. Taxi bấy giờ đa phần là nhập từ Pháp về Sài Gòn, sau đó được đăng ký và cấp phát số hiệu. Số hiệu đó được in lên hai bên cửa xe. Chủ nhân của xe sẽ được khắc tên, địa chỉ lên một tấm bảng gắn trên xe. Khách muốn đi taxi phải vẫy tay gọi hoặc ra tận nơi. Khác với ngày nay, taxi có phí mở cửa, phí chờ xe, phí các cây số đầu tiên. Ngày xưa, taxi chỉ tính tiền cây số. Một điều khá thú vị và văn minh là hầu hết các xe đều có viết đừng bỏ rác xuống đường. Đừng, lời khuyên nhẹ nhàng chứ không phải là không hay cấm như ngày nay chúng ta thỉnh thoảng vẫn bắt gặp trên đường phố. Một số tài liệu cũ ghi nhận rằng vào những năm thập niên 70, Sài Gòn ước tính có khoảng 7.000 chiếc taxi. Nguyên nhân là vào năm 1968, số xe taxi tăng vọt sau khi loại xe 4 chỗ bán trả góp được nhập cảng vào Sài Gòn. Sau năm 1975, những chiếc taxi vang bóng một thời biến mất trên đường phố Sài Gòn. Cụ Trần Mẫn năm nay đã 79 tuổi, là một người Sài Gòn chính hiệu cho biết. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của những chiếc xe taxi cóc có màu xanh dương và màu vàng kem. Những năm 1960 đến năm 1970, đường phố Sài Gòn tràn ngập loại xe này. Ngày đó, chỉ có những người giàu mới có thể sử dụng phương tiện này vì giá cũng khá đắt đỏ. Sau hòa bình, những chiếc taxi này hầu như bị tuyệt chủng, không còn xuất hiện nữa trên đường phố. Những chiếc taxi lúc đó khá nhỏ và có kiểu dáng như con cóc. Chú Hòa 65 tuổi ở quận Nhất. Tôi lái xe taxi lúc đó 21 tuổi, cũng vào những năm tháng huy hoàng cuối cùng của những chiếc taxi con cóc. Lúc đó, bến Bạch Đằng là điểm đậu rất nhiều xe taxi. Thời đó, taxi không được trang bị bộ đàm, không có tổng đài như bây giờ, nên phải chạy lòng vòng để đón khách. Hàng đêm, chúng tôi hay đậu xe gần các rạp hát cải lương để đón khách. Những chiếc taxi thời kỳ này đa phần là của tư nhân nhập từ Pháp về Việt Nam, sau đó được đăng ký và cấp phát số hiệu. Số hiệu được in lớn bên hai bên cửa. Khách muốn đi taxi phải ra đường chờ xe, chạy ngang qua rồi vẫy tay để gọi, hoặc ra tận những nơi đậu xe. Đi taxi thời bây giờ chỉ tính tiền cây số, không tính tiền chờ như hiện nay. Những chiếc taxi con cóc đa số là những chiếc Renault 4 CV do Pháp sản xuất đại trà từ những năm 1947. Dưới đây là một chiếc Renault 4 CV hiếm hoi còn sót lại, mang số hiệu 1541, đang được chủ nhân mới chuẩn bị phục chế sau hơn 50 năm mất tích. Sau một thời gian bị lãng quên, chiếc xe được qua tay những người thợ chuyên phục chế xe cũ để đưa chiếc xe về trạng thái mới hơn, nhưng vẫn giữ được nét nguyên bản của taxi con cóc xưa, được dùng để phục vụ cho những vị khách du lịch và những người muốn tìm chút kỷ niệm về Sài Gòn xưa. Anh Dũng là một nhà sưu tầm đồ cổ đã may mắn tìm được một chiếc taxi mang nhãn hiệu Renault 4 CV cho biết sẽ đưa chiếc xe đến những địa điểm mà nó từng đậu và đón khách. Cũng theo anh, chiếc xe anh đang sở hữu mua được từ chủ trước cho biết chiếc xe đã được cấp biển số mới sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975.
sau của chiếc taxi. Đồng hồ tính tiền là thứ không thể thiếu trên mọi chiếc taxi. Đây là loại đồng hồ cơ học được sản xuất từ Pháp. Nét văn minh của người Sài Gòn xưa, những chiếc taxi thời đó đều được viết những khẩu hiệu tuyên truyền như đừng bỏ rác xuống đường để giữ thành phố luôn sạch đẹp. Có lẽ vì thế mà ngày xưa đường phố Sài Gòn luôn sạch sẽ và không một bóng rác. Tên chủ nhân của chiếc xe được khắc vào một tấm bảng và gắn lên xe với đầy đủ tên và địa chỉ. Tại Sài Gòn hiện nay đang có một số chiếc taxi con cóc được phục chế nguyên trạng và phục vụ cho thuê chụp hình du lịch tại nội thành. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại những hình ảnh của những chiếc taxi ngày xưa trên đường phố Sài Gòn. Mùa đông, mùa đông.
định đời băng giá. Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp. Em yêu anh một ngày và xa anh trọn kiếp. Nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông, ôi mùa đông của em. Đường anh nhìn thấy anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người còn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Chỉ còn một vì sao em lẻ loi. Trời lập đông chưa anh, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc em lang thang, ôm giá băng, ngõ thầm người yêu tới. Rồi mà chưa quên mùi tóc anh. Hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Trời lập đông chưa anh, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui. Để mặc em lang thang, ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Em xa anh thật rồi mà chưa quên mùi tóc anh. Hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?